这个肯定有了，这而且这个美。Không phải ngứa, ngứa, ngứa. Ngứa này con nhé, đây này mẹ vừa ngứa ở mắt đây này. Ngứa. Đây đây, lại mua tiếp rồi. Bật hết ra đi anh. Bật như này này. Nó không anh. Mà
đi lấy quả thế này nhé. Làm đâu ngứa đây, ngứa máu đây này, đây này. Đừng làm nó đổ, nó đổ mất rồi. Thì nó đổ của mẹ nhá. Con đi. Đây, nó làm. Đi đâu? Ai ai ai. Đi rửa tay đi. Nó héo được rồi. Nó khô không ngọt, em làm phải mưa mất thôi chứ. Chắc khô lại chắc được gần cân đấy. Cái này anh nghĩ là mấy cân tươi. Chắc phải 3 cân nhỉ. 3-4 cân tươi, chắc khô cũng sẽ được 1 cân. Cái này ngâm mật ong tốt mà. Nào mình đi ngâm. Cứ phơi khô ra, mang ngâm sau. Phơi khô hết ra đi, để đóng gói khô vào đấy. Cứ rửa tay rồi không nghịch nữa con nhé. Cỏ cho nó, bón phân cho nó nhé. Đi đi hái đi cái này. À, đúng không? Đúng không? Đúng không? Đâu, ui thật nhở. Ui quả dưa hấu to thế. Hai quả luôn này. Hai quả đấy. Làm cỏ cho nó đi. Hôm nay. Ui đừng có mó vào nó, đừng có mó vào nó. Kệ nó thôi, kệ nó ở đây thôi. Mẹ, con đi thấy quả dưa hấu. Dạ. Cho xuống đây, cho nó xuống đây nhé, cho nó mát nhé. Bye bye. Con bướm này. Wow. Nhưng mà quả bí. Một quả bí. Mẹ cho con bảo kệ. Con không ăn nữa. Đi 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 hái tiếp mà đi tìm. Quả gì? Quả bí. Quả bí. Ông đây. Đây quả to này. Nha, im ở đấy. Đứng im ở đấy. Wow. Đẹp hay cả. Nghe này, mẹ cầm theo là dù nhá. Đừng nữa rồi. Đi. Đi, để mẹ cầm chắc, mẹ cầm chắc. Cầm. Ok, cầm cầm quả to. Được. Được quá ấy. Đi, đi thôi. Đi không. Quả thế nào, chú kia mẹ thấy rồi, mời con ở đây nhá. Ra, để con xem. Con tìm đi, xong thấy thì bảo mẹ nghe chưa. Mẹ nghe, mẹ con nhìn thấy quả bí. Mẹ con nhìn thấy quả bí. Mẹ con nhìn thấy quả bí. Ăn lên rồi. Ngứa lắm. Thì ở con ngủ. Mẹ con nhìn thấy quả bí. Dạ. Mẹ nhìn mẹ. Mặt rồi.
mua thìa này. Con này béo hết rồi. Con biết hái không Nam? Mẹ hái rồi, mẹ hái cho. Nam mẹ hái cho nhá. Cái này phải hái từ đây này. Cầm, cầm đi cho vào rổ cho mẹ. Mẹ có con chỉ lớn. Ôi, quả biết bí to lắm. Đây đâu? Wow. Quả bí rất là to. Cầm cho mẹ nào. Cầm đi nó không bẩn đâu. Rồi, giỏi quá, mang ra bên kia. Ui, giỏi đấy nhỉ, được nhiều hết nhỉ. Mẹ hay là mình đi lấy đi. Hả? Lấy rồi. Mình lấy được rồi à? Đi lấy hai quả bên kia nữa, đi. À. Dạ, đi cái. Đi. Đâu? Đây. Đây còn đây mà. Ừ. Quả to thế. Ta. Dạ. Mẹ con đi thấy cả và cả tí. Ừ, già rồi này. Quả này á, con ngứa lắm à? Ừ. Ừ, nhanh lên để con đi tắm. Dạ. Con hai quả nữa rồi xong. Ừ, quả này có con sâu. Đâu? Đây. Ôi, thật nhỉ? Có con sâu thật. Mẹ nè, cả bí này. Thiệt à? Wow, rồi, đi thôi. Đi sang bên này. Đặt đi. Cầm con đi không? Không nữa. Cầm đây. Ui, đẹp quá, để cái con xuyến. Qua đây đi. Dạ.
Chắc trồng được nhiều đấy nhỉ. Tí luống to kia là trồng màu à? Vẫn còn để được nhé. À. Cả bí đa các kiểu họ thu mua hết mà. Có khi tại phân gà anh ạ. Chị bán phân gà ấy. Cái này mai kia là sắt khó bắt rồi đấy. Cái ớt này cay. Làm đường đi nữa. Đường đi đi xuống dưới này cũng được. Này mới trồng được 2 cây. Cái này để trồng ngô. Trồng được vài hôm lại gốc nữa mới bón.
để làm ớt khô làm sẩm chéo. Thế bà ngoại trồng không cần phải trồng theo hạt. Thừa mình trồng luôn cả cái hàng này đi anh. Ôi, lấy cây xanh đấy, đi mưa rồi, yêu quá ấy, đến bên kia rồi. Sắp mưa to rồi. Ui Hảo ơi, chồng nhanh lên, sắp mưa to thật rồi. Đi theo đấy. Rồi xong. Ui còn thừa cây. Ui vẫn thừa cây này. Thừa Hảo. Thừa cây. Còn hơn chục cây nữa. Nay lên mưa to lắm rồi. Có đôi bên kia kìa.
mua.